អូខេសួស្តីអ្នកនាងយើងបន្តមេរៀនយើងអំពីរៀនទៅតបឯងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមុនខ្ញុំបានបង្រៀនអ្នកនាងឲ្យអំពីការ insert ការបង្កើតនៅរៀនទៅតបឯងការ insert និងការចាប់យកតម្លៃពីរៀនទៅតបឯងហ្នឹងយើងយកទៅដាក់នៅក្នុង recycler view របស់យើងយើងបានធ្វើអស់ហើយអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនាងអត់ទាន់បានមើលមេរៀនមុនទេសូមចូលទៅកាន់ channel ខ្ញុំមកហើយសូមមើលវីដេអូនេះវាមាន3ឯនេះគឺការវីដេអូទី1គឺការ introduction របស់ខ្ញុំទី2គឺការបង្កើតនៅ database និង insert តម្លៃចូលហើយទី3យើងទាញយកតម្លៃពី recycler view ពី ream database របស់យើងយកទៅ display នៅក្នុង recycler view របស់យើងអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីការ update តម្លៃនៅក្នុង ream database អូខេអញ្ចឹងយើងបានធ្វើហើយនេះអូខេអញ្ចឹងដើម្បីអាប់ដេតវាបានខ្ញុំសូមប្រាប់ពីប្រសិទ្ធភាពយើងត្រូវការចុចទៅលើ item មួយហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងបោះទៅ activity មួយទៀតដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតវាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់ Android របស់យើងមកយើងបានធ្វើមួយគ្នាហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងទៅនេះសិនបង្កើតនៅ activity មួយដែលយើងដាក់ឈ្មោះថាupdate activity ហ្នឹងហើយ activity ហ្នឹងយើងទុកធ្វើការ update វាអូខេយើង finish វាមកអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុង activity យើងធ្វើការ update អីខ្លះយើងទៅដឹងខ្លួនយើងថាយើង update អីខ្លះអញ្ចឹងយើងមាន2 field នេះដូចគ្នាយើងមាន title ជាមួយនឹង image របស់យើងអញ្ចឹងយើងធ្វើទៅការ update នៅ2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើតវាមក yes ហើយយើងប្រើ linear ណា okay orientation vertical okay បងប្អូនអរគុណអត់ទាន់បានច្បាស់មេរៀន layout សូមចូលទៅមើល channel ខ្ញុំដែរខ្ញុំបាននិយាយពីមេរៀនហ្នឹងច្រើនដែរតើតើមួយ layout នោះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំមាន edit text match parent wrap content យើងឲ្យ id វាដាក់ថា text title នេះដាក់ hint មកនេះ hint វាដាក់ថា title ok នេះដាក់នេះចឹងតើការមួយទៀតយើង copy វាមកអូចឹងអានេះយើងដាក់image ចឹងអានេះ image ក៏ដូចតែ edit text ដែរទេព្រោះថា image របស់យើងបញ្ចូលជា url អញ្ចឹងយើងត្រូវការ edit វាក៏តាម url ដែរចឹងយើងដាក់អានេះយើងដាក់ថា imageUL okay យើងមានប៊ូតុងមួយមកសម្រាប់ធ្វើការ click ទីណាឲ្យវាដាក់ថាប៊ូតុង update click វា update yes okayចូលទៅ activity របស់យើងយើងដាក់ edit ដាក់ថានេះស្អីគេមិញ title yes edit title edit នេះ edit ស្អីគេ edit image យើងអត់បិទតង់អ្នកនរគ្នាអ្នកខ្លះប្រកាសជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាខ្ញុំទៅសេចាំបាច់មាន underscore អានអីញ៉ៃញ៉ៃយើងដាក់ថា btn នេះតាមអ្វីដែលអ្នកនរគ្នាមើលវិចារណ៍ tutorial ភាគច្រើនគឺ android គេទៅសេអីបើសិនជា edit text ឯង edit text យើងដាក់គេដាក់ et យឹងទៅខ្លះដាក់ ed យឹងទៅ title យឹងទៅប៉ុន្តែ
nhóm tờ xe khó kê tại sao ấy tại sao ta dương từ bình dương green ấy kia dương từ follow tam guideline nó kê chứ nếu ai này ai cho từ mưa guideline bán android guideline dương dương ai follow từ tam guideline nó kê cứ việc standard lo chiến à vậy để dương tờ xe tam nào vậy để dương nó khơi nhé ok ấy còn là chữ cài mê riêng đấy vì anh nhá nhảy trong ha underscore mình tái dương mưa tới hạn đôi chưa lo mình dạng đấy vì standard đó này edit image này edit image edit image url này ok button dưỡng button update find view id or đợt này đi button update dưỡng ai action từ lưu button mà dưỡng nó phải để dưỡng click on click set on click listen this implement view mở on click mở chẳng dương ai action này ở toàn đào đấy phụ thai dương ở toàn miền càng nghe ấy thử thư vì thế dương và xe bằng năng dân mở năng ấy chẳng dương thử cho được can riêng hết phở bảo dương làm bây giờ xe nữ statement update chẳng là đi dương đã thay update update data thì là update tờ tê chẳng mở nâng ấy thì dương thực tế dương bật cao mê sợt mũi dùm rộng update public void update chân mơ nâng ấy chân dương thực đăng lại đi hợp tê để dương update dương thực ca update nơi xây là phía xây là chân dương thực ca update miền tại thó chiều bồi nắng URL email URL vận tái dương thực ca thỏa mãn dương update dương thực ca nơi ID chẳng dương thực bọn nơi ID mà parameter vào phía đi dương chỉ string đừng có thay thò vào dưỡng yes mỗi tiết string này image đã là dù ở đó image dù ở yes tôi mới dương thực ca hai nơi riêng mà dưỡng để dưỡng bạn bỏ chỗ được không constructor và dưỡng nó đó execute transaction synchronous new mà sorry new ok thấy chẳng cái lại nếu dương ao viên đi tiền máu đôi khi mình bắt trời ca về thế dương giờ ta execute mùi những cái mà này là ngay cặp bất viên 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 nơi miền ở ao dương override nơi pi mê sơ tiến là bây dương bật chạy nơi bên nào để việc sạc xe nơi bên nào để việc khỏe đó là ngay chẳng dương ai cho ca override mà dương override tiền máu dương override nhú on sạc xe mà là ngay error chẳng implement method ở phía năng này chẳng thì mình nơi method mùi tiền method nó đôi chi ở dương xâm rạp error vì mình phải nhà error ấy mùi á năng này chẳng dương ai mơ mà chẳng dương ai error dot print snake track mà hay bởi vì sạc sẽ dương ai log mà anh ấy dương đã tha update sạc sẽ update successfully yes chẳng API method này còn là method xâm rạp chạy bia method execute này mình thấy tha và sân chia method execute này vì mình vì update success vì update error vì method P này nâng đồng hạ cả bởi vì success anh ấy success vì cho method này anh ấy fail vì cho method này ok
chẳng ở đây là dân từ thứ cá dân từ xây được nó execute nè chẳng dân từ hai nơi ở cái này ní person list vô vô sẽ kia nó dùng là sẽ cái product này ngày product model bao giờ nó dùng là dùng là product này mà chẳng mở product chẳng thấy dương area mà dương dot where nữ class object mà dương cứ product real model class nào này chẳng ấy dương thơ bị chạy tha ao vía update tam ý kiến chẳng thòm nữa dương update tam id dương dương dot equal real equal to ý kiến id dân ID vào dưỡng cứ nè vì ném cứ anh đi vào dưỡng cứ chia niệm niệm chẳng dân thử đại cho mọi đôi kia nâng là nâng máu nâng ấy đại cho mọi đôi là nâng máu ok hay ở anh ấy cứ chia ba mẹ tơ vào dưỡng thì dân thử bỏ chỗ ID dot dot find first error gì ok final ok tới phụ thai dương thời đặt final kể ở đây chứ mình chứng dương hai product product riêng bao dương đi riêng dot đi máu dương set the light chỗ lock máu set chỗ này ấy này thay thò và dương dương update với dương set vi cho màu ok một tiếng đó thì cái set nơi email của dương dương đã email url màu này chẳng dương bà ấy dương ai còn dương tờ xây phần đi vì thế dương ai update bà chẳng dương trời tờ tờ xây nữ nóng thòm đá dương nộp đề dương ní dương trực cả click viết được bác nữa thì update năng tổ máu bằng dương thực can update viên chẳng dương trời tự say even click từ lớn năng nằm bấy cho thực can update mà cho thực can activity update chẳng nằm bấy tự say bán dương cho thực can nơi ở adapter và dương dương đo về adapter và dương mà đo ấy dân su tha ta dương tự say even click từ lớn item mùi mối nơi cái này nè chẳng cứ dương tự say nơi cái này vì mình bị lộ biếm dương ai tự say được nông my view holder các bạn dương ai tự xây được nông class adapter dương to các bạn này đôi tệ khả nha thế nè tay nhóm tận lộp tự xây cái nông này ta dương tự chạy về đách thật lại ná thư ca ấy xua cái nông ca dị tư nhóm follow tam gài lại kể chẳng ok dương chẳng đậm bây ảnh đi mình này tha chia mà ai thông vào dương mà ai thông vô vào dương ní mình này tha ảnh đi ạ item view và nâng mình này mà nâng mà rõ và dự mà item và dựng và nâng chẳng là bây giờ click lửa nâng mũi dưỡng rồi hai tạm này ok item và đảo bỏ vía ok set on click nó đôi cái này listener dựng đã ở dựng bỏ tạm này mà implement view mà chẳng mê search đa nữ cái này nâng ok chúng dân click nó bây giờ dân click dân thực ca send nơi data dân từ thôi mà nè dân click từ hết dân ơi data dân send từ dùng mũi nào mới chập giờ ta update em sẽ về xa tính ơi số mơ chúng dân hai tam intent là mới send data tới intent mới new intent bỏ tranh bia thì nè detail dot ok cái này ở đây detail activity như này activity dot dot this dot this nhưng send đây cái update activity dot cái trong wall ấy dot class ok nhưng mà lại error oh no ok chẳng đợi sao là cái này đi vì ai dương prime chẳng mà lấy chẳng dương trời đã nơi còn thịt bởi dưới đi
តែ context របស់យើងបាន បោះ ចូល ទៅ ក្នុង constructor របស់យើង អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង ហៅ class នេះ ទៅ ប្រើ យើង បោះ context ចូល អញ្ចឹង នៅ ពេល ដែល យើង បោះ context ចូល វា នឹង មាន reference ជាមួយ context ដែល យើង បោះ នេះ អញ្ចឹង វា នឹង ដំណើរ ការ អញ្ចឹង យើង ដើម្បី send data ទៅ យើង ឲ្យ វា put extra put extra អញ្ចឹង កន្លែង នេះ ជា ការ put ទៅ យើង ត្រូវ send ទៅ ជា object ខ្ញុំ និយាយ ពី កន្លែង error បន្តិច ចុះ កន្លែង នេះ យើង ការ put យើង ត្រូវ send ទៅ ជា object ទៅ តែ ម្ដង ប៉ុន្តែ ដោយ សារ តែ យើង វា មាន បញ្ហា ជាមួយ នឹង ការ extend នេះ ការ implement serializable នេះ ព្រោះ ថា យើង ត្រូវ ការ បោះ ឆ្លង object អញ្ចឹង យក data យក object បោះ ឆ្លង form អញ្ចឹង យើង ត្រូវ implement passable ឬ មួយ ក៏ serializable ប៉ុន្តែ ដោយ សារ តែ យើង ប្រើ នៅ rim database ដែល វា extend ចេញ ពី rim object នេះ អញ្ចឹង ការ implement ចេញ ពី serialize ក៏ ដូច ជា passable វា មាន បញ្ហា អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ config វា ច្រើន ដោយ សារ ខ្ញុំ អត់ ទាន់ បាន រក ឃើញ កន្លែង config នឹង ដែរ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ ការ បោះ នៅ មក នេះ មក ទៅ យើង ត្រូវ ការ បោះ ទៅ មក និយាយ ទៅ មក នេះ និយាយ ហើយ title យើង បោះ ទៅ 1 1 1 យើង មិន តោះ ទៅ ជា object អញ្ចឹង កន្លែង នេះ យើង ដាក់ ថា key title មក key underscore title okay អញ្ចឹង កន្លែង នេះ យើង ត្រូវ បោះ ទៅ យើង ឲ្យ យើង បោះ យើង យក តាម pro list របស់ យើង នេះ dot get ទីតាំង ទីតាំង របស់ adapter អញ្ចឹង ទីតាំង របស់ adapter យើង យក get adapter position របស់ យើង មក យើង បាន យើង return វា បាន ហើយ អញ្ចឹង យើង dot get យើង send ទៅ អីគេ okay កន្លែង នេះ យើង send ទៅ id មួយ សិន đợt kiện ID 1 nâng này chấn copy về mà cái này nếu dừng lại thay thò vậy get get name name thay thò được nè ăn ấy còn là đôi khóc chung chân dân thực ca intent vì tới dân start activity chân được start activity dân start activity nếu mình được nông activity dân được nông class chúng dừng trở hai tam context dot start activity hãy dừng đi xây kê nữa by intent cho ok chúng dừng ai xa mưa bán thay vì tới gọn ok ba này mình chạy mới hay dừng chạy sâu kìa ok chân bán dừng bỏ tới ba này kìa nhỉ còn tái dừng ở toàn chạp bây giờ toàn chạp cho tới lấy dừng mà đạn không năng đồng bây update đi chân dừng chỗ được can update activity bao dương mà giống đồng update không activity bao dương dừng được chạp vía chạp khi intent mà nhớ chúng nó bây giờ vì load một liếm dân chạp vì máu cái này đi đặt hai dân get data from detail activity ok chúng cái này nó dân tăng là integer mũi dân đặt hai id chúng id và dân smart là ngay kìa smart nâng integer okay. Smart nâng get intent dùng bỏ tam intent dot get string extra hay key dùng xây kê mình key bỏ dưỡng cứ dùng đặt key id chẳng là đi vì thờ đôi khi nè copy mà mọi việc khó này chẳng hạn xây cái khóc đây ồ oh,
là sao dương chữ i dương tức là convert bia từ từ chữ string convert bia mà rồi dương đã một chữ dương đã string này thay to rồi mà cái kia đấy dương chạm bia mà đi dương đã ném mà mọi bia không ôi này thằng ốc này chứ ngon là đón đã nè mà đón đã thay thò như thế này chứ dương get intent đi kia dot get get string extra về đi kia chứ anh ấy dương đặt key nẹp chứ anh ấy string với tiết string này ở image dương đã xây kia nâng get intent đi kia dot get string extra này image anh ấy dương đã xây key image ok dương ai chọc ba này nâng này chẳng dương ai chọc ba này chẳng dương đi mở dương hai nơi dương muốn nâng lý dương thôi bất cả nơi riêng vào dương sẵn hai nơi set up anh kia hai set up riêng config configuration configuration mùi máu new riêng config update bia đọc bia mà ngày và tổ máu dương hai nơi riêng vào dương riêng helper và dương chúng ta sai chúng ta tràn cái lại riêng helper này riêng helper và dưới lý do dương hai riêng này riêng với máu chẳng dương ở riêng mà nâng là riêng don't get get instant này trong click này get instant như này bị bỏ config cho click cho cái lại nâng ok chứ dương ban set up nơi riêm cho ấy chứng dương ai thì mà nó về đây vì dương click dương bật cạt nơi object riêm riêm helper dương mỗi riêm mà nhú riêm helper dương bỏ riêm cho riêm ở dưới cứ riêng này là này ba này anh chẳng dừng ở dừng hai riêng ở dưới đó update máu chẳng update chẳng tập bỏ ID chỗ để dừng tiền vì intent máu đã final là ngon ở đây dừng cũng hơn hiện hơn chẳng ok nhưng prai trang cái lái đồ dân thời chân mà mình sẽ chẳng dân đạp file nó mà id cứ bí hờ xây kế ném bí image nâng này chấm phần nâng ba này chấm là về đây vì bán dân ai cho cả update xa sẵn nâng này vì ta cả nó ok có mà này à lấy anh ấy về anh miền trung cái này ok error bạc cho mà invalidate ok à lấy biến nào chẳng nhưng mà cho tôi mơ sao mày mới vì point được tan vì mà ok dừng tôi mơ đáp tờ và dừng với
Ok và hai video mau pi ni vị trí lấy dương bục string tờ tê ở dưỡng chấm nơi cái lãnh âm đẹp đi nơi bê đài vị dương chạp tờ lãnh bán dương bỏ vị trâu tự nông tịch tịch vụ mà edit tịch mà chấm dương ao edit edit đi vào dương nè mà dương đo sạch tích dương đạn nơi nèm cho dương trâu chúng ở mũi tiết edit image nó static bỏ đi cho ok chẳng là bây giờ vi chạm màn tài lái vi bỏ cho không này hệ ai đi dân còn tới giờ vi mà làm ai update chẳng là dân update sắp xe dân thọc vi mùi màu nâng này dân thọc nạ tha update sắp xe hay là bây update sắp xe dân ai vi id name bao dân đi đó static mà tập tê màu hay sẽ cái email là dưỡng non static mà tập tê màu nâng này phần nắng ran sao mấy nữa ok sorry dưỡng ai phim đi viết tới activity down vĩnh nơi activity nó được viết bàn màu ok dưỡng nơi activity nó được viết bàn màu cho mà nâng mà vì châu tư ở anh đi theo và dương đang với nhỉ số pub lục cháu pha bao dương thông mấy cháu update pub update sạc xe hơi phần tay vì ở toàn notify rồi dương chơi xa mày vì ở máu rục hiệp mùi nắng trái về trường ok mà nè việc đi đằng màu không chính châu đâu sao mấy hả ok đi dựng đạn hả quan trọng update hợp phần tay từ xa thì việc toàn notify dựng rồi dựng xa nào mình việc notify data set change chứng dừng ai từ mơ vì bán sao mày mà ăn máu mấy chừng ok dừng ai mơ sao mày ok no à ní dừng mình update data ăn máu ấy update edit tick và dừng nè dot get tick dot to string nè hay ở đây edit image của dương nia dot get text text dot to string yes ok chẳng bà này chẳng dương cho tư nia hỏi mà sao thì dương phê dương nếu dương phình nia viết ta detail activity chẳng được non detail activity dương ai ở phía notify data set change chẳng là bây giờ dương parameter phình nia viết ở chỗ nữ on create vậy nhỉ chẳng vì cho nó on restart cái dương ai override nó on restart hết dương how adapter và dương dot notify data set change mà ok chẳng dương ai làm được mà vậy nữa này chạy mà này anh chẳng dương đã đi mà lục hiệp việc khó dương tự copy lục hiệp đi mà hay dương ai lục vía yes phá anh đi dựng đạn là đi vòn má thằng này dựng update vía kẻ kinh má nè tình vòn chân cầu ca dựng đạn mới dựng lục cầu ca tranh môi má dựng đạn cầu ca so thống cầu ca thằng này hợp màu này thằng này ok dựng update fan ta của man fan tà ta má này phân tạ ta phân tạ ta đây quá tạ ta update nó với nhớ yes ok chẳng mê riêng update đi dương chọc trong nắng
ហើយអ្នកអរគ្នាអត់តន់ណៃណាអាច comment សួរខ្ញុំពីបានខ្ញុំនឹងតបហើយវីដេអូក្រោយយើងនឹងនិយាយពីការ delete data នឹងចេញម្ដងអញ្ចឹងហើយចុងក្រោយសូមជួយ subscribe channel មកហើយកុំភ្លេចដាក់ notification ផងបើក notification ទៅនៅពេលដែលណាខ្ញុំ post នៅវីដេអូថ្មីអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានវីដេអូនោះភ្លាមអូខេអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀតបាយបាយ